Xin chào hết tất cả mọi người và các bạn hữu. Chúc quý vị một ngày bình an, vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc trong gia đình. Hôm nay sáng Chủ nhật, ngày lễ Hiền Mẫu, ngày lễ Mother Day, con xin kính chúc mẹ, kính chúc các bà mẹ, các người sắp làm mẹ luôn tràn đầy hồng ân, hạnh phúc, vui vẻ trong mái ấm gia đình. Con cá đầu tiên. Con cá khai mạc đầu tiên khoảng chừng 2.5 pound, 3 pound, hơn 1 kg. Có nhiều quý hỏi rằng câu mồi gì, cá catfish thì mồi gì nó manh hết á. Cá mòi, mồi codfish, mồi tôm. Mua gan bò, nếu không có tiện thì mua gan bò, gan gà để chống tan. Gan bò là ngon nhất, tại vì cá này cái gì nó cũng ăn hết. Có một vài người hỏi câu ở đâu. Trước mặt đó là cái quốc lộ 59 nốt, quý vị xuống ngắt xít Thousand 150 hay 151, hai bên cầu, hai bên mé sông của cầu đó. Trước bên kia đó là mình phải tới sớm để mới có chỗ ghé xe lại. Sát đó luôn, vừa câu vừa nghe nhạc vừa thưởng thức làm cũng được thoải mái hơn là câu phía bên này. Nhưng ở bên đó thì hay bị mắc câu, mất chì nhiều lắm. Còn đến trễ thì không có chỗ câu. Còn mình câu thì cắt cái cầu khoảng chừng 1000 feet. Thì đây nhiều sình lầy lắm, nhiều người không thoải mái, không tiện lên, không câu ở đây được. Còn muốn câu mấy chỗ ngon nó phải đến sớm, có nghĩa là 6:30, 7 giờ phải có mặt ở đó rồi đó. Còn đến trễ hơn thì người ta dành chỗ ngon hết trơn rồi. Chúc quý vị câu được may mắn, nhiều cá. Con này hơi bự, con này hơi bự. Nó lợi vô. Cá sổ. Con cá sổ khoảng chừng 3 pound, không bự lắm. Nhỏ quá, thả đi. Nó lội vô. Con cá gì đây? Cá catfish bự. À, pound trên dưới 3.5 pound. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ ba nhỏ thả rồi. Cả 2.5 pound, 3 pound á, chứ không nhỏ đâu, hơn 1 kg. Cá bông lau tiếp quý vị ơi. Câu cá bông lau thì bự hiếm lắm, 2-3 pound, 3-4 pound trở lại thôi. Con này khoảng chừng 1.5 pound, ký hơn ký chút. Bên này hoàn toàn là cá lai bông lau thôi. Cùng một dòng sông nhưng hai mé bờ. Mé bờ bên kia thì cá lăng nhiều, mé bờ bên này thì lại cá này. Cá này thì ăn ngon hơn là cá kia. Loại cá lăng kia thì nó hơi dai một chút. Cá này thì nó béo, gần như cá đi chợ mua đó. Câu cá bông lau thì con 4-5 pound trở lại là mừng lắm rồi, không có bự. Cá
cá catfish. Tháng tới qua Louisiana câu á, cá blue catfish á, thì có con mười mấy 20 pound. Là thường bên đây thì không có nhiều, con này không đủ size thả lại. Con này hơi nhỏ thả lại, nó cũng đủ size đó, nó 13 in dư rồi đó. Vượt taxi thì 12 in được lấy rồi, 1 feet trở lên. Thôi hôm nay thả nó lại đi, Mother Day phóng sinh. Nó nhà hai con rồi, phóng sinh con thứ hai. Con này dư sức 13 in đó, thôi mày thả nó đi. Chỗ này nhiều rắn thịt á. Như là thấy 3-4 con rồi đấy. Con này nhỏ quá chưa đủ tuổi, thả lại. Cá nữa. Cá. Catfish. Con này cũng bự, con khoảng 3 pound mấy. Con này hơn. Con này bự hơn. Con này 5 số pound đó. Con này con blue catfish này khác hơn mấy con cá kia. Thấy cái mình của nó không? Nó hơi màu xanh xanh hường hường chút đó. Đó, nó gọi là blue catfish. Cá này béo lắm, béo như cá bông lau Việt Nam mình đó. Đó, cái mình nó hơi xanh xanh chút đó. Còn cá kia mình nó trắng hẳn luôn. Blue catfish. Có thể qua tháng qua Louisiana câu con mấy con cá này là mười mấy 20 pound con không á. Bên nó nhiều cá hơn. Cá này chợ không có bán, bán bị phạt chết. À, thiếu nhi chưa đủ tuổi. Thiếu nhi chưa đủ tuổi. Cá mồi ghê lắm. Không bự lắm. Vừa đủ size để lấy 13, 14 in đấy. Nhưng mà thôi hôm nay phóng sinh nhiều đi. Cá. Có cá catfish, cá bông lau. Có cái là nó lội theo mình kéo vô. Quay câu nó lội theo không à? Chứ nó không lội ngược, nó cũng đỡ lắm. Cá. Lai cá lăng này, cái mình nó hơi vàng vàng đấy. Cá cú ơi cá. Nó cũng ngoài 4-3 phòng mấy. Con này ngoài 3 pound, có thể 4 pound. Cá nhỏ. Thiếu nhi. Tiếng Mother Day vậy đủ rồi.